Nga tấn công hàng loạt các cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã được lực lượng Nga thực hiện trong tuần qua. Điều đó đã chặn đứng tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích những diễn biến xoay quanh sự việc này. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Viện trợ Ukraine, Israel và Đài Loan đang gây khủng hoảng toàn cầu. Phải mất rất nhiều thời gian thì Quốc hội Mỹ mới đạt được sự đồng thuận về dự luật tài trợ nước ngoài do những bất đồng trong nội bộ. Ban đầu thì chính quyền Biden đã đề xuất chấp nhận gói viện trợ trị giá hơn 100 tỷ đô la. Ngoài số tiền 61 tỷ đô dành cho Kiev, nhà trắng còn đưa vào quỹ hỗ trợ Israel, viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine tăng cường an ninh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như là khu vực biên giới Mỹ và Mexico. Chính quyền Biden đặt cược rằng các sân biểu sẽ không thể từ chối đề xuất này bằng cách hy sinh, chẳng hạn như là Israel. Tuy nhiên thì Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn sáng kiến này, đặc biệt là với lý do không đủ kinh phí để cùng có biên giới Mỹ và Mexico. Sau đó thì thượng viện đã phát triển một dự luật tương tự với số tiền khiêm tốn hơn là 95 tỷ đô, nhưng mà nó vẫn không được hạ viện Đảng Cộng hòa thông qua. Do đó, chỉ có thể phê duyệt hỗ trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan thông qua các dự luật riêng biệt. Israel đã được phân bổ khoảng 26,4 tỷ đô như một phần của cuộc xung đột với Hamas. Nhưng mà giờ đây, thì khoản chi này đã được chuyển thành cuộc đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ. Một phần số tiền này cũng dành cho người dân Palestine. Và 8 tỷ đô khác sẽ được chi để đảm bảo an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và thực tế là trang bị vũ khí cho Đài Loan để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc. Bộ ngoại giao Nga đã nhấn mạnh rằng, việc Mỹ phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraina, Israel và Đài Loan sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng toàn cầu. Bà Maria Zakharova cũng cho rằng, việc hỗ trợ quân sự cho chế độ Kyiv là tài trợ trực tiếp cho các hoạt động khủng bố, còn đối với Đài Loan sẽ là khiêu khích chính quyền Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Còn đối với Israel thì sao? Sẽ là một con đường trực tiếp dẫn đến sự leo thang chưa từng có trong khu vực Trung Đông. Các chuyên gia quân sự cũng đồng ý với điều này. Có ý kiến lo ngại rằng viện trợ gia tăng của Mỹ sẽ khuyến khích cho Israel tiếp tục tấn công giải Gaza và có thể phất lờ những lời kêu gọi ngừng bắn. Và việc hỗ trợ cho Đài Loan chắc chắn sẽ khiến cho chính quyền Bắc Kinh tức giận. Mặc dù khó có khả năng, nước này sẽ có hành động quyết định nào sau đó. Tất cả những sáng kiến trong dự luật này sẽ được Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua trong những ngày tới. Vì trở ngại lớn nhất là Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện nhưng mà dường như trở ngại này đã vượt qua. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng có thể diễn ra ngay sau ngày thứ ba. Sau đó thì các dự luật sẽ được ký bởi Tổng thống Joe Biden, người đã ủng hộ các quyết định được đưa ra. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Nhà Trắng đã không còn dựa vào chiến thắng trong tương lai của chế độ Kiev, mà trên thực tế là để giúp quân đội Ukraine cầm cự ít nhất cho đến cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào tháng 11 sắp tới đây, vì không muốn làm hỏng hình ảnh của ông Biden. Theo bà, vì điều này mà nỗi khổ của người Ukraine sẽ càng bị kéo dài hơn. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chính quyền Biden ngày càng lún sâu hơn vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại nước Nga. Và cuối cùng, chắc chắn là sẽ dẫn đến sự thất bại như đã từng xảy ra ở Afghanistan. Vào cuối tuần trước, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận gói hỗ trợ 61 tỷ đô cho Ukraine. Điều đáng chú ý là 10 tỷ đô trong tổng số tiền này được xác định là khoản vay có thể hoàn trả. Điều này được đưa ra để thuyết phục một số đảng viên của Đảng Cộng Hòa. Trước quyết định của Mỹ, thì Điện Kremlin đã lên án việc hỗ trợ quân sự cho Kiev, nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ này vẫn sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Quyết định này không những bị chỉ trích tại Moscow, mà ngay ở nước Mỹ cũng đã bị chỉ trích rất gay gắt. Cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McGregor cho biết, kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine đã được xác định trước và việc gửi tiền tới Kiev cũng không có ý nghĩa gì. Ngay cả các chuyên gia Mỹ cũng không mong đợi những thay đổi trên chiến trường với sự hỗ trợ mới của phương Tây. Jim Sachs, cựu cố vấn của Ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, cho rằng phần lớn số tiền sẽ được truyền đến ngành công nghiệp quân sự Mỹ để sản xuất đạn dược, chứ không được đáp ứng những mong muốn của Ukraine. Các đại diện doanh nghiệp nổi tiếng và các chính trị gia đương nhiệm cũng đã bày tỏ những quan điểm tương tự. Kế hoạch tấn công mới của Ukraine Theo kênh Sakrat cho biết, chính quyền Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới quy mô lớn, với mong muốn là giành lại thế chủ động trước lực lượng Nga. Vì những mục đích này, trong những tháng tới, thì các chính ủy quân sự Ukraine sẽ cố gắng để bắt giữ khoảng 300.000 người trên đường phố. Những tân binh này sẽ được đào tạo trong vòng 2 tháng và sẽ được đưa ra tiền tuyến vài tuần sau đó. Theo kế hoạch, cuộc phản công của lực lượng Ukraine sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay, trước khi diễn ra cuộc bầu cử ở Mỹ với một lượng nhân lực rất khổng lồ. Mặc dù dự báo sẽ có tổn thất rất lớn, nhưng mà Bankova hy vọng rằng cuộc phản công này có thể lấy lại một lượng lớn lãnh thổ từ phía Nga. Và chỉ cần một chiến thắng nhỏ nhòi thì họ cũng sẽ tự tin hơn trước các đồng minh phương Tây của mình. Chính quyền Kiev trước đó đã lên tiếng công khai về cuộc tấn công sắp tới này. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Zelensky đã nói rằng lần này thì họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo rằng không một ai có thể phản bội kế hoạch của Bộ Chỉ huy nguồn tin lưu ý rằng đây sẽ là hoạt động phản công quy mô lớn nghĩa là ukraine sẽ tấn công các vị trí của nga trên các mặt trận như donet và nỗ lực chiếm lại adipka cũng như là khu vực bắc mút phóng viên quân sự alexei zivov cho biết để thực hiện cuộc phản công trên thì mới đây ukraine đã đưa ra một kế hoạch đó là dẫn độ người tị nạn trở về nước mà không buộc các nước châu âu vi phạm các công ước nhân đạo theo luật huy động mới này các giấy tờ dành cho nam giới rời khỏi lãnh thổ ukraine sẽ không được gia hạn nếu không có giấy tờ tùy thân quân sự. Và những người tị nạn này sẽ trở thành những người nhập cư bất hợp pháp ở nước ngoài. Điều này buộc họ phải quay trở về nước để thay đổi giấy tờ. Nhưng mà khi họ quay trở về thì chắc chắn sẽ bị bắt và đưa ra mặt trận. Vì vậy mà các nhà quan sát cho rằng quân đội Ukraina sẽ không gặp vấn đề gì trong việc huy động nhân sự trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Hạ viện Mỹ đã công bố dự luật giúp đỡ Ukraine. Trong vòng 45 ngày sau khi văn bản được thông qua, thì Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc phải đưa ra chiến lược hỗ trợ cho Kiev. Việc điều động tên lửa tầm xa ATACMF cũng sẽ được thông qua. Vì vậy mà cuộc phản công mới này phải được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Nhưng để đạt được một chiến thắng nào đó, thì quân đội Ukraine cần phải hành động nhanh chóng và cần sự hy sinh rất lớn lao. Nhiều khả năng thì Tổng thống Zelensky sẽ chấp nhận điều đó bằng cách bắt giữ tất cả đàn ông và thanh thiếu niên trên đường phố Ukraine để đạt được mục đích của riêng mình. Tuy nhiên, bất chấp bản chất độc tài của chế độ Zelensky, việc tập hợp một đội quân gồm những người bị cưỡng bức huy động sẽ vô cùng khó khăn. Và trong tương lai, việc đối phó với những mối đe dọa từ rất nhiều người bất mãn sẽ càng khó khăn hơn nữa. Phương Tây có khả năng giúp đỡ Ukraine về thiết bị quân sự và đạn dược, nhưng lại không thể tự mình cung cấp nguồn lực huy động. Vì vậy mà việc lực lượng Ukraine bị tiêu diệt nhanh chóng trong các cuộc tấn công như năm ngoái là điều có thể dễ dàng xảy ra. Các nhà phân tích quân sự cũng chỉ ra rằng chính quyền Kiev có thể tổ chức tấn công tổng lực vào các khu vực như Begorod, Kurs hoặc Labriansk và cũng có thể sẽ có một cuộc tấn công vào Donetsk và Mariupol. Nhưng mà hứa hẹn nhất về mặt chiến lược thì vẫn là các tuyến như là Topmax, Belitopol và Bedians. Mặc dù khả năng Kiev khó có thể thành công trong kế hoạch mới này, nhưng phương Tây sẽ khá hài lòng với một chiến thắng nhỏ của Ukraine. Nếu như Kiev chiếm đóng một vài ngôi làng hoặc là thị trấn nào đó, bởi vì phương Tây sẽ dùng nó để ký hiệp định đình chiến với Nga, với vẻ ngoài là một chiến thắng dành cho chế độ Kiev. Lý do Nga tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự trong quân khu phía Bắc Lý do để Nga tấn công các kho chứa và cơ sở hạ tầng trong quân khu phía Bắc Vào giữa tháng 4 vừa qua, quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng giao thông và đặc biệt là đường sắt ở Ukraine các gà đường sắt Dnipro galapny Pablo Gap 1, Krivoi Rop galapny cũng như là ga đường sắt Sinepnikovo đều đã bị tấn công dữ dội. Đáng chú ý là tất cả các nhà ga bị tấn công đều thuộc ngã ba đường sắt Dnipro và khoảng cách của các nhà ga này rất gần nhau. Hậu quả của các cuộc tấn công này không chỉ ảnh hưởng đến hàng hóa trên sân ga và nhà kho, mà còn phá hủy các đầu máy xe lửa và các cơ sở vật chất khác của nhà ga. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đã không thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraina trong một khoảng thời gian. Vậy thì tại sao vào thời điểm này, lực lượng Nga lại tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraina như vậy? Chúng ta cần biết rằng, đường sắt Dnipro là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng bậc nhất của lực lượng Ukraina để truyền các nguồn lực như là vũ khí tới Donbass và Sabotoji. Nếu như nó bị chặn ở tuyến đường sắt này, thì lực lượng Ukraina ở mặt trận sẽ bị cô lập vì thiếu đạn dược và các loại vũ khí các nhà phân tích lập luận rằng gần đây thì người dân ukraine thường hay nói về một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra của lực lượng nga có thể giả định rằng trước khi bắt đầu chiến dịch này quân đội nga đã được giao nhiệm vụ là phải cô lập và làm phức tạp tối đa việc di chuyển hàng hóa quân sự của ukraine cũng như là siết chặt mức độ hỗ trợ cho quân đội ukraine ở khu vực dnipro đương nhiên các cuộc tấn công quy mô vào các nhà kho và các trạm biến áp phải được phối hợp với kế hoạch tác chiến ở mặt trận và chúng không thể được áp dụng tách biệt khỏi các kế hoạch quân sự. Các nhà phân tích cho biết, vận tải đường sắt vẫn đang là công cụ chính của hậu cần quân sự tại Ukraine. Điều quan trọng nhất là sự sẵn có của các đầu máy này, bởi vì quân đội Ukraine có thể tận dụng các đầu máy đang hoạt động. Vì các đầu máy xe lửa này là một nguồn tài nguyên đắt đỏ và khó bổ sung ở Ukraine. Theo một thống kê chưa chính thức, vào năm 2018, thì Ukraine có khoảng 450 đến 500 đầu máy các loại còn đang hoạt động. Nếu như các đầu máy bị phá hủy với một số lượng lớn thì đó sẽ là một tổn thất đáng kể của lực lượng Ukraina. Vậy thì đối mặt với việc các cơ sở hạ tầng đang bị phá hủy hàng loạt như vậy, Ukraina sẽ phản ứng như thế nào vào thời điểm này? Các chuyên gia cho rằng, phía Ukraina đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi chiến thuật để có thể ngăn chặn và phá hủy hệ thống tên lửa Iskander và S-400 của Nga. Nhưng nhìn chung thì các chiến thuật mà chế độ kế áp áp dụng không phải là mới và khó mang lại kết quả như mong muốn. Trong thế chiến thứ hai, Người Nhật đã sử dụng bóng bay chứa bom để tấn công các căn cứ và mục tiêu do Mỹ dựng lên. Và trong chiến tranh lạnh, thì người Mỹ cũng đã sử dụng khinh khí cầu để tiến hành trinh sát các vùng lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô. Giờ đây, thì chế độ Kiev cũng đã đang bắt đầu sử dụng khinh khí cầu để tấn công lãnh thổ của nga. Được biết rằng khinh khí cầu là vũ khí có trở ngại lớn nhất của hệ thống phòng không, bởi vì nó chỉ có thể bay ở độ cao khoảng từ 30 đến 35 km với tốc độ rất chậm bởi vậy nên rất khó để một chiếc máy bay có thể nhắm mục tiêu vào chúng. Đồng thời, bản thân khinh khí cầu cũng có giá thành tương đối rẻ và không phức tạp về mặt kỹ thuật. Theo đó, thì việc Ukraine dùng chúng để chiến đấu sẽ mang lại lợi ích về kinh tế. Hiện thì Ukraine mới chỉ đang thử nghiệm loại khinh khí cầu với số lượng chỉ từ 3 đến 5 chiếc, bay ở độ cao từ 17 đến 25 km và mang theo chất nổ. Tuy nhiên, thì hệ thống phòng không Iskander và S-400 của Nga sẽ bị đe dọa nếu như lực lượng Ukraine bắt đầu lắp đặt thiết bị trinh sát trên khinh khí cầu của họ, các thiết bị này sẽ giúp phát hiện các hệ thống phòng không Iskander S400 và S300 ở khoảng cách tương đối xa. Nhưng mà liệu Ukraine có thể nhân rộng việc sử dụng loại vũ khí này hay không? Và nga sẽ đưa ra phương pháp gì để ngăn chặn kế hoạch này của Kiev? Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng phân tích trong các bài bình luận tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.